Đó, dòng cốt bự nha, 116 nha. Đó, nhìn to tướng lắm. Chắc chắn ha, 116. Xin kính chào cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến anh chị em một cái sản phẩm, số sản phẩm bàn nha. Một cái bàn. Đấy, các bạn xoay được nha anh em. Bàn một cốt. Bàn một cốt xoay được nha. Nguyên cái chất liệu gỗ là bằng mà gỗ đỏ nha anh em. Nha. Nguyên con gỗ đỏ nha. Bàn một cốt. Gỗ đỏ. Sắp mới sưu tầm về là người ta đã chà ra rồi, chà mọc ra rồi. Ha. Còn dưới đây là nguyên thủy luôn ha. Đó, dưới đây là nguyên thủy luôn. Nó có cái tem gì nè. Đấy, tem zin luôn nha anh em. Chậm thôi, cái này chậm thôi, để nó nổi lên thôi. Còn cái mặt zin nha. Bàn một cốt xây được nha anh em. Đó, gõ đỏ. Sắp mới sưu tầm về. Anh em ngắm cái vân xung quanh nha. Đây là nguyên cái mặt bàn gõ nha. Đó. Cái này sắp sưu tập về là người ta có làm mộc sơ qua nha anh em. Đó, người ta xả mộc ra rồi nha. Đó. Người ta xả mộc sơ rồi. Đó, shop không có sơn gì hết, shop để nguyên luôn ha. Đó, còn nguyên mặt luôn nha anh em. Đó, đẹp lắm. Để shop dở lên cho anh em xem nha. Đấy. Nguyên tấm luôn ha. Đó. Rất là dày dặn ha. Đó, một cốt ha. Đó, cái này một cốt ha. Đó, cái này cốt nè. Bỏ đây. Đó. Nguyên tấm cỡ đỏ ha. Nó chỉ tóc nhẹ đây thôi nè. Đường nhỏ 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 nè. Đó, tóc nhẹ ha. Đó. Đó. Một cốt anh em ha. Cỡ đỏ nguyên con bằng xoay. Để quay một cốt cho anh em xem đi. Đó. Cái này già đanh nè. Đó, gỗ già lắm rồi nha. Đó, dở cho anh em coi luôn. Đó. Đó. Bàn xây một cốt anh em ha, gõ đỏ nguyên con ha. Xếp bỏ vô cho anh em xem. Đó. Nè, bỏ vô nha, nó có lỗ nè. À, cái này anh em làm bàn trang trí à, đó, rất là quay nè. Rồi là sắp đo cái dòng cốt của nó là 116 ha. Đó, dòng cốt bự nha, 116 nha. Đó, dòng to tướng lắm. Chắc chắn ha, 116. Rồi, chiều cao của nó là 69 ha. Đó, 69 chiều cao. Và cái mặt bằng tròn 69 luôn. Đó, 69, 69 nha anh em. Đó, cao 69, mặt bằng tròn 69 nha. Đó, anh em thấy coi đỏ không? Đã chơi mọc rồi nha. Xả mọc qua rồi. Còn một bàn nữa cho anh em. Liên lạc ha. Đó, bàn một cốt. Này anh em trang trí thì cũng đẹp nha. Đục.
Nó quay vòng vòng cho anh em xem nè, là có ba cái chân nha, nó nhìn thấy là chắc chắn nha. Rồi đó, trên đây thì quay bàn xả mộc lưu lạc nha, cỡ đỏ rất là đẹp. Nó có đường tóc nhỏ đây nha anh em ha, đó đường tóc nhỏ xíu nha, đó xíu thôi thì không thấy gì hết. Đó, để mọc luôn anh em, chơi để mọc luôn anh em. Cái bàn này shop Zalo là 5.9 triệu nha, 5.9 triệu cho cái bàn xoay một cốt gõ đỏ để mọc cho anh em, để mọc chơi đẹp hơn nha, đừng có sơn gì hết á. Cái bàn này thì cũng đã xả sơ rồi. Bàn xám chín, mặt bàn xám chín, cao xám chín nha anh em ha. Đó, anh em không hiểu không rõ thì alo cho shop. Anh em nào mới xem thì nhớ đăng ký cho shop một cái like đăng ký nha anh em. Shop thật thật rất là cảm ơn rất là nhiều. Đó, anh em chiêm ngưỡng lại cái bàn xoay một cốt nha anh em. Anh em không hiểu không rõ thì cứ gọi điện trực tiếp để sắp quay Zalo cho anh em xem trực tiếp ha. Rất mong anh em chia sẻ rộng rãi đến mọi người biết đến shop, và shop sẽ có động lực để đi sưu tầm nhiều món hàng độc lạ về cho anh em xem nha. À, cuối video clip, cảm ơn anh em đã xem hết video clip này. Ai muốn mua bán trao đổi thì liên hệ qua số điện thoại của shop Lê Quốc Đồ Xưa. Nếu ai rảnh mời đến cửa hàng tham quan rất hân hạnh chào đón. Mong anh em cho một cái like đăng ký. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn.